Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn một vài mẫu thiệp cưới mới. Nói chung là cực kỳ dễ thương. Đây, như cái mẫu này. Tùy nó, cái năm của nó người ta đặt vào năm 2015 này. 2015 tháng 8, ngày 8 tháng 10 năm 2015. Nhưng mà hiện nay nó rất là hot. Cái mẫu này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ tháo ra để các bạn xem nó như thế nào. Nói không có chỗ ngồi nó cũng bất tiện. Đây, rút ra. Đây là cái phần vỏ để người ta cầm đi tới tiệc mừng, người ta bỏ tiền vô để riêng ra một bên. Và đây, đây là cái mẫu thiệp ở trong. Khi chúng ta lấy ra thì nó như thế này, gỗ, cái vân gỗ, giấy vân gỗ. Các bạn thấy cái vân gỗ đây, vân gỗ rất đẹp, ép kim mạ vàng. Mạ vàng đây là bằng kim chứ không phải là bằng thật nha. Cái vàng về kim loại nó ánh ánh ở trong đây cũng vậy. Vâng, chúng ta tháo ra nó như vậy, nó giống một chiếc xuồng rất là sang trọng. Đây, ở trong mặt trong này cũng được ép kim lấp lánh nha. Vâng, ghi tên của dâu chú rể. Và chúng ta mở ra đây, nó như vậy. Tổng thể nó như vậy. Chúng ta lật ra để coi. Trong đây thông tin thì in một màu nâu nâu sô cô la. Và các bạn thấy cái chữ của nó có ánh ánh đúng không ạ? Cái chữ của nó là in bằng chữ nổi kim tuyến. Là trên cái lớp chữ đó, nó có một lớp nhựa nổi đó. Nhựa nó qua một cái máy nhiệt nó sẽ làm cái nhựa nó tan chảy ra thành, mình sờ tay lên thì nó giống như là nó nổi lên, nó lồi lồi lên trong cái nồi, nó có kim tuyến nữa các bạn, nhìn nhìn rất lấp lấp lánh, rất là sang. Một con thiệp rất là đáng để các bạn phải đặt, nếu bạn có điều kiện thì cứ đặt. Mẫu rất là sang. Khi chúng ta gấp lại, chúng ta nó có một cái đường bể ngay dưới đây, ngay đây để chúng ta luồn vô. Thì nó giữ như vậy. Các bạn thấy đẹp không? Sang không ạ? Đây, tổng thể nó như vậy, gồm hai phần, thiệp và giỏ. Cái giỏ này nó là hay đó nè. Đấy, có một cái nơ rất là cực kỳ dễ thương. Mặt sau nó như vậy. Mặt sau thì thường là sơ đồ sẽ như đây. Tên nhà hàng, cái địa chỉ nhà hàng để sẽ đây. Mặt trước thì thông tin tên giấy rẻ ngày cưới và cái địa điểm nhà hàng. Là một câu slogan. Mà cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.